tổ chức sinh nhật cho ông bố hướng nội, nhìn sắc mặt bố, dân mạng thắc mắc là có vui chưa vậy? Mới đây, một người đàn ông được gia đình dẫn đi ăn lẩu để mừng sinh nhật. Thế nhưng, trong lúc cả gia đình đang nói cười vui vẻ với nhau thì nhân viên quán lẩu đã chạy đến bàn ăn của cả nhà, mang theo cả hoa và bánh cùng với cả bản điện tử và một bài hát chúc mừng sinh nhật vô cùng tươi vui, gửi tặng cho ông bố như ngày sinh nhật của mình. Tuy nhiên, do được xem là thành viên hướng nội nhất trong gia đình, thế nên khi nhận được món quà bất ngờ từ gia đình và nhân viên tiệm lẩu, ông bố có chút ngượng ngùng, ngỡ ngàng, ngơ ngác, nhưng mà sau đó cũng hợp tác vỗ tay và thổi nến trong niềm hân hoan của tất cả mọi người. Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến cho nhiều người không nhịn được cười trước biểu cảm của ông bố khi được tổ chức sinh nhật. Mặc dù trong lòng rất là vui nhưng mà bên ngoài vẫn là giữ nguyên một nét mặt hoang mang và nghi ngờ về thế giới. Một số bình luận được cộng đồng mạng để lại: sao chú giống như là đang bị xịt keo cứng ngắc luôn vậy? Nhìn vậy thôi chứ chú đang vui dữ lắm á mọi người. Biểu cảm khó chịu chút thôi chứ mà vui ở trong lòng nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.